Võ thần chúa tể thuyết minh tập 950-951 Chúng ta liền nói, này thiên đạo tổ chức vì cái gì đối với ta chấp pháp điện hiểu rõ như thế tin tường, nguyên lai là hiên viên đế quốc. Đáng chết hiên viên đế quốc, năm lần bảy lượt nhằm vào ngã chấp pháp điện, thật sự cho rằng ngã chấp pháp điện không diệt được hắn sao. Hiên viên đại đế, cậu không đổi được ăn phân, ngã chấp pháp điện nhất định phải nhường hắn nợ máu trả bằng máu. Phía trước tại cổ hoa trong thành, hiên viên đế quốc người liền chém giết ngã chấp pháp điện đệ tử bá lạnh, hiện nay, càng cùng trời đạo tổ chức hợp tác, tội không thể tha. Chấp pháp điện cao tầng gầm thét, sát khí ngút trời, tuyên bố muốn chinh phạt hiên viên đế quốc, cùng lúc đó, chấp pháp điện cao tầng trước tiên chạy tới tầng trần cuối cùng xuất hiện tòa thành trì kia. Điên cuồng lùng tìm tung tích của hắn, nhưng mà, tầng trần đã sớm chuẩn bị, trước tiên rời đi, chưa từng lưu lại bất cứ dấu vết gì, dẫn đến chấp pháp điện cao tầng lại một lần nữa vô hụt. Sau đó, bên kia ám hư vũ đế mấy người cũng tức giận rồi, bởi vì bọn hắn trước tiên đuổi tới cái kia phiến bị phong tỏa thành trì, đối với hạo quan thành tiến hành nghiêm ngặt lùng tìm. Đồng dạng chưa từng phát hiện thiên đạo tổ chức nhân viên dấu vết, đây không có khả năng. Phong tỏa hư không tên kia trung kỳ đỉnh phong võ đế run rẩy. trước đây thiên đạo tổ chức ở đây xuất hiện sau đó, hắn trước tiên phong tỏa hư không, đối phương hoàn toàn không có cơ hội đào tẩu, người này nhất định còn tại hạo quan trong thành. Hắn cắn răng, mười phần chắc chắn. Đồng thời lấy tính mệnh đảm bảo, ám hư vũ đế tức giận, xuất lĩnh vô số cường giả một lần nữa tìm kiếm hạo quan thành, lần này, hạo quan trong thành trong ngoài bên ngoài đều bị từng điều tra, thậm chí đào ba thước đất, không có khả năng có võ đế cấp bậc cường giả ẩn nấp, vẫn như trước không thể phát hiện thiên đạo tổ chức nhân viên dấu vết, cuối cùng các đại thế lực cường giả cấp cao nhất đều bị chấp pháp điện nhân hô lên, từng cái kiểm tra, vốn là, các đại thế lực cường giả là kháng cự, nhưng nhìn thấy ám hư vũ đế nhóm cường giả huy động nhân lực, sát khí ngút trời, biết rõ nếu là phản kháng, tất nhiên sẽ bị chém giết, đến lúc đó giải oan đều không chỗ giải oan, chỉ có thể tiếp nhận kiểm tra, trong lúc nhất thời. Hạo quan trong thành tất cả võ đế đều tụ tập ở cùng một chỗ, chừng hơn 30 người chi chúng, hơn nữa, trung kỳ võ đế cũng có gần 10 người, mỗi cái đều là các đại thế lực nhân vật cao tầng, chấp pháp điện hoài nghi, thiên đạo tổ chức người liền giấu ở một nhóm người này bên trong, nhưng mà, ám hư vũ đế đã kiểm tra phía sau, lại đều loại bỏ hoài nghi. Bởi vì, bọn hắn đều có người chứng nhận, tại chấp pháp điện phân bộ tao ngộ đồ sát thời điểm chưa từng rời đi nơi đây, hơn nữa, chấp pháp điện trú đóng ở hạo quan thành vị kia trung kỳ võ đế cũng tỏ thái độ, như hung thủ tại những này nhân trung, Trước đây mở miệng thời điểm, nên sẽ bị hắn phát hiện, này thiên đạo tổ chức người đâu, vô căn cứ không thấy không thành. Ám hư vũ đế tức giận, đều tức bể phổi, quá mức vô năng, hắn từ chấp pháp điện tổng bộ đánh tới, một đường buông ba, nhưng cái gì cũng không làm thành, một cái thiên đạo thành viên tổ chức đều chưa từng bắt lấy, ngược lại là chấp pháp điện tổn thất nặng nề, mất hết mặt mũi, không có người chú ý tới, tại hạo quan thành một mảnh tường thành trên căn một con mèo đen nhìn phía xa chấn nộ ám hư vũ đế bọn người. Lười biến ngáp một cái, hết sức thoải mái, bởi vì ám hư vũ đế liên tiếp thất bại, chấp pháp điện danh dự tổn hao nhiều, cao tầng triệt để tức giận, sau đó, chấp pháp điện thay đổi vị trí mục tiêu, đem lực chú ý tập trung đến hiên viên đế quốc trên thân, đang tìm kiếm không đến thiên đạo tổ chức nhân thủ tình huống, bọn hắn cảm thấy hiên viên đế quốc là đầu mối duy nhất. Hơn nữa, Bọn hắn cảm thấy thiên đạo tổ chức mở miệng, thuộc về không có lửa thì sao có khói, sự tình xảy ra có nguyên nhân, bởi vì thiên đạo tổ chức xuất hiện là ở cổ hoa thành bá lạnh bị giết sau đó, mà bá lạnh lại vừa vặn là bị hiên viên đế quốc đệ tử giết chết, trước lấy tề hùng cùng nguyên mở đất đám người tức giận, trùng trùng điệp điệp đến đây. Trong này, tất nhiên có liên hệ nào đó, tại chấp pháp điện nộ khí như thế nào cũng không cách nào thổ lộ dưới tình huống, một ngày này Chấp Pháp Điện điện chủ một lần nữa xuất hiện, Hiên Viên Đế Quốc, ngã chấp pháp điện cần một cái công đạo. Hắn ngữ khí trầm thấp, ẩn chứa sát ý ngút trời, mục tiêu trực chỉ Hiên Viên Đế Quốc, Phong Thiểu Vũ phiền muộn. Cảm thấy mình thật là tai bay vạ gió, tuyệt đối là bị người lợi dụng, nhưng mà, hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào mở miệng, Hiên Viên Đế Quốc đã có cao thủ lên tiếng, giao phó, muốn cái gì giao phó, chấp pháp điện đi ngược lại, tội ác tày trời ta hiên viên đế quốc cần hướng ngươi giao phó sao? Đây là hiên viên đế quốc một cái cường giả cấp cao nhất, thân phận không tầm thường. Nghiêm khắc giận dữ mắng mỏ, cười lạnh không thôi, phong thiểu vũ nghe vậy, lập tức thổ huyết, nhưng mà, hắn lại không tốt nói rõ ngăn lại thủ hạ, bởi vì, cái này cùng hắn trước sau như một thân phận cùng hình tượng không hợp, dễ dàng lộ ra chân tướng, thế là, hắn trước tiên đưa tin cho lên quan hy nhi, để cho nàng âm thầm đứng ra, ngăn lại chấp pháp điện, nhưng mà tin tức vừa mới truyền ra chấp pháp điện lại có đáp lại nói như vậy người hiên viên đế quốc là thừa nhận chấp pháp điện cao tầng quát lạnh âm thanh yếu ớt hàng khí tràn ngập bọn hắn vẫn cảm thấy kỳ quái cho dù là có thiên đạo tổ chức nguồn thế lực như vậy cũng không khả năng đối với hắn chấp pháp điện thiên tài huấn luyện doanh hiểu rõ như thế tin tường tất nhiên có người âm thầm bên cạnh ứng mà hiên viên đế quốc quá phù hợp hình tượng này phong thiểu vũ lông mày nhíu lại cảm thấy không ổn ta hiên viên đế quốc có cần thiết hướng ngươi thừa nhận hoặc phủ nhận sao quả nhiên hắn còn chưa kịp ngăn lại dưới quyền của hắn lại mở miệng mười phần ngạo nghễ đối với chấp pháp điện mang theo xem thường không tốt phong thiểu vũ trước tiên cảm thấy không ổn vội vàng hiện thân giảng giải bởi vì tiếp tục đối với lập xuống đi tất nhiên sẽ ủ thành đại họa hắn công nhiên lên tiếng chấp pháp điện ăn phải cái lỗ vốn đừng nghĩ đem bô ỉa chụp tại hắn hiên viên đế quốc trên đầu, chuyện này, cùng hắn hiên viên đế quốc không quan hệ, hơn nữa, hắn hiên viên đế quốc cũng không sợ chấp pháp điện. Nhưng cái này, hắn hiên viên đế quốc không cổng, nhưng mà, cái phát biểu này chậm, chấp pháp điện tại giận không kìm được phía dưới, nào có thời gian cùng hắn cãi nhau ra, trước tiên phát động tiến công, quanh, một ngày này. Hiên viên đế quốc bên ngoài có vài chục cái cứ điểm bị tập kích, như châu chấu chấp pháp điện cường giả đánh tới, nổi giận đùng đùng, tiến hành điên cuồng tàn sát. Hiên viên đế quốc nhân bất ngờ không đề phòng, tổn thất nặng nề, vẫn lạc đại lượng thành viên, hơn nữa, chấp pháp điện nhân bên ngoài khắp nơi tìm kiếm hiên viên đế quốc cao tầng, trước tiên khóa chặt một vị hiên viên đế quốc cử phách bóng dáng, bị ám hư vũ đế dẫn dắt chấp pháp điện mấy tên cự phách liên thủ truy sát, cái kia hiên viên đế quốc cử phách mười phần cảnh giác. Trước tiên phát giác được không đúng, hoành độ hư không, một phen huyết chiến, trọng thương bỏ chạy, bất quá, hiên viên đế quốc người khác liền không có vận tốt như vậy, ngay tại cùng ngày, hiên viên đế quốc có hai tên trung kỳ đỉnh phong võ đế bị đánh giết, phân biệt máu tươi một chỗ trọng yếu trụ sở cùng một tòa tiền sử trong di tích, điên rồi, chấp pháp điện đây là muốn cùng hiên viên đế quốc triệt để khai chiến sao. Vũ vực các nơi, một mảnh xôn xao, chấp pháp điện, ngươi thật là ác độc, hôm nay ta hiên viên đế quốc cùng ngươi không chết không thôi. Tin tức truyền về Hiên Viên Đế Quốc, toàn bộ Đế quốc tức giận, có Đế quốc cao tầng xuất hiện, quyết tâm gầm thét. Sau đó, Hiên Viên Đế quốc tại điều binh khiển tướng, muốn cùng chấp pháp điện quyết nhất tự chiến. Mấy tháng trước một trận chiến, nhưng Hiên Viên Đế quốc mất hết mặt mũi. Lần này, như Hiên Viên Đế quốc lại không chiến mà chạy, như vậy Hiên Viên Đế quốc danh tiếng liền triệt để xấu, mà liền tại Hiên Viên Đế quốc cùng chấp pháp điện Dương Cung Bạc Kiếm, người chết ta sống thời điểm. Tần Trần lại cười cỡ lớn truyền tống trận, lặng yên rời đi vũ vực nhất trọng thiên, bởi vì hắn cảm thấy là thời điểm rời đi nơi đây đi cừu gia tổ địa. Chấp pháp điện chú ý của lực đã bị hắn dẫn ra, bây giờ là liên hệ cơ như cùng lúc đó, ma tạp lập mấy người cũng tại Tần Trần mệnh lệnh dưới, bắt đầu rút lui vũ vực nhất trọng thiên, bởi vì bây giờ vũ vực nhất trọng thiên 10 phần nguy hiểm, chuyện này đã đem Phiêu Miểu cung cùng Hiên Viên đế quốc hai thế lực lớn cuốn vào một khi thượng Quang hy nhi đứng ra kế tiếp sẽ vô cùng nguy hiểm trên thực tế chính như tần trần đoán như vậy hiên viên đế quốc cùng chấp pháp điện ở giữa xung đột đã đưa tới thượng Quang hy nhi cùng phong thiểu vũ chú ý của hai người gần như đồng thời chạy tới vũ vực nhất trọng thiên muốn điều tra chân tướng sự tình mà tần trần thông qua cỡ lớn chuyện tống thông đạo tiến vào vũ vực nhị trọng thiên sau đó không có trước tiên tiếp tục cưỡi trước truyền tống trận hướng về vũ vực tam trọng thiên cừu gia tổ địa mà là tại nhị trọng thiên một chỗ thành trì đặt chân, hắn chuẩn bị dùng cái này thành trì làm ván nhảy, trải qua vài lần đủ loại phương thức quay vòng sau đó, lại tiến vào vũ vực tam trọng thiên, trên thực tế, không chỉ có là hắn, hắn cũng yêu cầu ma tạp lập bọn người rời đi thời điểm, cũng muốn 10 phần chú ý, lại tiến hành truyền tống trận quay vòng thời điểm. Cần 10 phần cảnh giác, hơn nữa đa lợi dụng những thứ khác phương thức rời đi, tầng trần rất rõ ràng, phiêu miễu cung chấp pháp điện còn có hiên viên đế quốc liên hợp lại hình thành năng lượng rốt cuộc lớn bao nhiêu, mặc dù bọn hắn tại nhất trọng thiên thời điểm, mười phần chú ý mình thân phận, lại rời đi thời điểm, sử dụng tới nhiều loại phương thức, nhưng mà cũng không đại biểu phiêu miểu cung nhất định sẽ không tra được trên người bọn họ. Có thể chấp trưởng vũ vực nhiều năm như vậy, phiêu miểu cung cùng chấp pháp điện có năng lượng tuyệt đối đáng sợ rối tinh rối mù, bọn hắn ngay từ đầu không có bị vây quét, là bởi vì chấp pháp điện cũng không hề hoàn toàn xem trọng, chỉ là phái ra ám hư võ đế cùng một chút cao tầng, đến nỗi điều động chấp pháp điện cường giả, cũng đều chỉ là chấp pháp điện tại nhất trọng thiên sức mạnh mà thôi. Một khi phiêu miễu cung cùng chấp pháp điện cường giả dốc toàn bộ lực lượng, tần trần dám cam đoan, chỉ cần có tâm, bọn hắn chắc chắn có thể điều tra ra không thiếu dấu vết để lại, đến lúc đó, như hắn trực tiếp đi tới cừu gia, bị phiêu miễu cung tra ra một chút manh mối, cả hai liên hệ với, cái kia như trăng liền nguy hiểm, cho nên, tần trần tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Thế là, hắn dọc theo đường đi thông qua mỗi cái truyền tống trận, lại thêm không ngừng dịch dung, thỉnh thoảng sẽ xuyên thẳng qua hư không đi qua đại lượng thành trì, dẫn đến chấp pháp điện nhân cho dù cuối cùng theo dõi hắn, cũng không thể nào tra được, đây là tần trần kế hoạch, không cho đối phương mảy may điều tra được cơ hội, dù là chỉ có một tia phong hiểm. Hắn cũng có nghĩ biện pháp đem hắn xóa đi cứ việc đi tới cừu gia đường xá sẽ xa một chút, nhưng dù sao cũng sau bộc lộ ra chính mình tốt nhiều lắm, mà khi tầng trần bọn hắn triệt để rút khỏi nhất trọng thiên, bỏ trốn mất dạng thời điểm, vũ vực nhất trọng thiên, một chỗ ẩn nút trong khe núi, hai thân ảnh tìm phục tại cái này, ánh mắt yếu ớt, hờ vừa giờ đại nhân, chúng ta thật muốn làm như vậy. Ma lệ thu liễm khí tức. Thấp giọng hỏi, trên người của hắn khí tức, hết sức âm u lạnh lẽo, mang theo tí ti khí âm hàn phản phất hành tẩu ở trong bóng tối tử thần, tại hắn bên cạnh, hờ vừa giờ ma quân liền diêm dúa lòe loẹt rất nhiều, người mặc phiêu miểu cung áo bào, dáng người biển chuyển, hết sức đầy đặn, tí ti mùi thơm xử nữ, nhàn nhạt truyền ra, làm người tâm thần thanh thản, nghe hờ vừa giờ ma quân trên người nữ tử mùi thơm cơ thể. Ma lệ nuốt nước miếng một cái, cơ thể không tự chủ được hướng hờ vừa giờ ma quân nhích lại gần, tay trái vô tình hay cố ý cọ sát hờ vừa giờ ma quân cơ thể, ma lệ ngươi làm cái gì? Hờ vờ giờ vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền cảm nhận được có đồ vật gì ở sau lưng mình cọ lung tung, quay đầu liền thấy ma lệ tay trái vô tình hay cố ý đụng chính mình, khuôn mặt lập tức đen, ma lệ mặt đỏ lên. Vội vàng giải thích, khụ khụ, ta không phải là cảm thấy nếu là mai phục, tới gần một điểm, lại càng không dễ dàng bị phát hiện sao? Ngươi đây là tới gần một chút sao? Con mẹ nó ngươi này cũng nhanh úp sấp trên người của ta tới kể từ đoạt sát hồng nhan võ hoàng sau đó, hờ vừa giờ ma quân luôn cảm giác ma lệ đối với mình là lạ, gia hỏa này là không có gặp qua nữ nhân sao. Nếu như không phải ma lệ nắm giữ lít xích. Hờ vừa giờ ma quân đã sớm một cái tác đem hắn đập chết, quá mẹ hắn chán ghét, khụ khụ, ngoài ý muốn, đây là ngoài ý muốn, hờ vừa giờ đại nhân ngài nói tiếp. Ma lệ mặt mo đỏ bừng, hờ vừa giờ đại nhân đến nỗi ngạc nhiên như vậy sao, lại không đối với hắn làm cái gì, liền không thể thái độ tốt một chút. Chính mình vẫn còn con nít nha, hừ. Hờ vừa giờ ma quân lạnh trên một tiếng, đạo, ngươi cẩn thận nghe cho kỹ. Bây giờ ngoại giới loạn thành một bầy, đúng là chúng ta xuất thủ cơ hội tốt, nếu chỉ là chuyên tâm tu luyện, lấy bản tọa tốc độ tu luyện, lúc nào mới có thể khôi phục khi xưa thực lực. Mà ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn hướng cái kia tầng trần báo thù. Nâng lên tầng trần, ma lệ trong hai con ngươi lập tức bắn ra một tia u lãnh quang mang thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên trăng trắng có kết vang lên từ hợp vừa giờ ma quân trong miệng hắn cũng biết trước đây cổ nam đô kỳ ngộ có bao nhiêu khó được hỗn độn ma xào lưu lại lipsip chính là ma chủ đại nhân đều muốn mơ ước mà hắn cũng là bằng vào cái này lipsip một đường tu vi tăng mạnh hắn thậm chí có loại cảm giác một khi chờ hắn hoàn toàn dung hợp lipsip thực lực tuyệt đối có thế siêu việt đỉnh phong võ đế cảnh giới mà hắn lấy được mới chỉ là ngân sắc lít xít mà thôi, từ hờ vừa giờ ma quân trong miệng hắn còn biết, so với kim sắc lít xít, ngân sắc lít xít phải kém quá nhiều, tại dị ma đại lục thậm chí có loại ý kiến, có thể được kim sắc lít xít, cũng là dị ma tộc ma chủ người thừa kế cấp bậc tồn tại, đây là vinh diệu bực nào, đều là bởi vì tần trần, hắn chỉ lấy được ngân sắc lít xít. Hơn nữa tần trần vẫn chỉ là một nhân loại, càng làm hắn hơn buồn bực không thôi, so sánh hắn có thể trực tiếp dung hợp lít nhân loại khi lấy được lít xích phía sau, chỉ có thể bồi dưỡng lít xích, đến cuối cùng thì sẽ bị lít xích triệt để khống chế lại, đây là bực nào lãng phí, lại càng không cần phải nói phía trước tại thiên ma bí cảnh cùng cổ lo lắng giới bên trong tầng trần năm lần 7 lượt phá hư hắn kế hoạch. Xuống tay với hắn chuyện, kẻ này, ta nhất định phải tự tay chém giết, bằng không khó mà xả được cơn hận trong lòng. Ma lệ cắn răng nói, ánh mắt tản mát ra sấm nhân hàng ý, vậy không phải tốt, thừa dịp bây giờ vũ vực hỗn loạn cơ hội, người ta chỉ cần nhiều thôn vệ một số nhân tộc cường giả, thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên kinh người, đặc biệt là ngươi, đã dung hợp bộ phận lít xích. Có thể trực tiếp thôn vệ võ giả nhân loại tu vi, so với ta khác máu đại pháp đều càng thích hợp hơn. Hờ vừa giờ ma quân cười lạnh nói, nói đến đây, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, có người tới. Hô, bây giờ nơi xa phía chân trời, một cái hơn trăm người đội ngũ mênh mông cùng cuộn lướt đi tới, đám người này người mặc chấp pháp điện áo giáp, mỗi cái đằng đằng sát khí. Hiển nhiên là một chi chấp pháp điện đội ngũ, người đầu lĩnh, khí tức hùng hậu, càng là một cái trung kỳ võ đế, mà ở phía sau hắn, có ba tên sơ kỳ võ đế, cùng với trên trăm võ hoàng cấp bậc đệ tử, mỗi cái đằng đằng sát khí, ánh mắt băng lạnh, chính là bị điều động chấp pháp điện đội ngũ, chạy tới cái kế tiếp địa phương, đi hờ vừa giờ ma quân phút chốc liền xông ra ngoài. Sưu sưu, hai đạo lưu quan xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt ngăn ở một nhóm. Người nào? Hờ vừa giờ ma quân cùng ma lệ đột nhiên xuất hiện, nhưng cái này một đôi chấp pháp điện cường giả giật nảy cả mình, khen một tiếng, lưỡi mắt âm thanh bên tai không dứt, chỉ một thoáng, sát khí trùng thiên, sát khí nồng đậm bao phủ hết thảy, đem trọn phiến thiên địa trong nháy mắt bao phủ, hơn nữa, dẫn đầu trung kỳ vũ đế trước tiên thi triển ra trọng bảo, ầm ầm. Trong hư không, một trương cổ lá trắng xuất hiện, cổ lá trắng hiện lên màu đen nhánh, phát ra mông lung khí tức, phòng ngự được một phương thiên địa, cứng như bàn thạch, từ cổ trên lá trắng khí tức đến xem, cho dù là hậu kỳ võ đế ra tay, cũng chưa chắc có thế trước tiên công phá, đây là chấp pháp điện nội bộ một cái trọng bảo, được ban cho người này, mục đích đúng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên bị trước tiên trấn sát có thời gian hòa hoãn, bởi vì, chấp pháp điện nhân những ngày này bị công kích sợ, vừa có gió thổi cỏ lay, liền trước tiên cảnh giới, chỉ sợ ngoài ý muốn nổi lên, ngay cả ta cũng không quen biết sao. Một đạo thanh âm thanh lệ vang lên, mơ hồ mang theo một tia khàng khàng, hờ vừa giờ ma quân cùng ma lực lạnh lùng nói, nhưng trong lòng có chút chấn kinh phản ứng của đối phương, phản ứng này. Quá thành thạo, nếu như bọn họ là vội vàng ra tay, thật đúng là chưa hẳn có thế nhất kích có hiệu quả, đến lúc đó tất nhiên lâm vào trong phiền toái, các ngươi, dẫn đầu trung kỳ vũ đế ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía hồng nhan võ hoàng, khi nhìn đến trên người nàng phiêu miểu cung trang phục sau đó, lập tức sợ hãi cả kinh, vị đại nhân này, đến từ phiêu miểu cung. Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Hờ vờ giờ ma quân lạnh lùng nói, sau đó, hắn lấy ra một khối lệnh bài, tại nơi trung kỳ vũ đế trước mặt lung lay một chút, lệnh bài này, toàn thân trắng noãn, phát ra khí tức thần bí, là phiêu miểu cung chuyên chúc lệnh bài, không phải bình thường người có thể có được, nguyên lai là phiêu miểu cung đại nhân. Dẫn đầu trung kỳ vũ đế thở dài một hơi. Lúc này thu hồi màu đen tấm trắng, sau đó hướng về phía thủ hạ phất phất tay, còn dư lại những cái kia chấp pháp điện cường giả, cũng đều thu hồi vũ khí, âm thầm thở dài một hơi, không biết vị đại nhân này ngăn ta lại chờ, có chuyện gì quan trọng dẫn đầu trung kỳ vũ đế tiến lên, có chút cung kính nói, đừng nhìn chấp pháp điện tại vũ vực bên trong diễu võ dương oai. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, phiêu miễu cung là chấp pháp điện người lãnh đạo trực tiếp, trên thực tế chấp pháp điện là nắm ở phiêu miễu cung nữ đế thượng quan hy nhi trong tay, liền chấp pháp điện điện chủ, đều phải nghe theo thượng quan hy nhi hiệu lệnh, bởi vậy, tại phiêu miễu cung người trước mặt, chấp pháp điện nhân trời sinh thấp một đoạn, muốn cung xưng đại nhân. Bất quá, những thứ này chấp pháp điện nhân cũng đều quen thuộc, không có cái gì để ý, còn không phải bởi vì này thiên đạo chuyện của tổ chức. Hờ vờ giờ ma quân hừ lạnh một tiếng, đừng đừng chấp pháp điện, thế mà bị một cái không biết từ nơi nào nhô ra nho nhỏ tổ chức trêu đùa thành dạng này, nữ đế đại nhân biết được sau đó, rất là tức giận, bây giờ để chúng ta phiêu miễu cung nhân. Bốn phía xuất kích, cùng các ngươi tụ hợp, cùng nhau tìm kiếm này thiên đạo tổ chức dấu vết. Từ giờ trở đi, chỉ huy của ngươi quyền chuyển giao đến trong tay của ta. Hờ vừa giờ ma quân hướng đi cái kia trung kỳ vũ đế, cái này. Cái kia trung kỳ vũ đế vẻ vẻn vẹn do dự một chút, liền gật đầu nói, nếu là đại nhân có lệnh, tại hạ tự nhiên không dám không nghe theo, không biết đại nhân. Hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, đi đến trước người hắn hờ vờ giờ ma quân đột nhiên động, quanh, quá nhanh, hờ vờ giờ ma quân thân hình như điện, trong nháy mắt diện một dữ tợn, trong thân thể, hắc sắc ma khí điên cuồng phun trào, tay phải như chớp giật, phút chốc đâm về cái kia trung kỳ vũ đế cơ thể, đại nhân ngươi, cái kia trung kỳ vũ đế kinh hải, dưới sự kinh hoảng. Không lo được lại nói cái gì, vội vàng thôi động chân nguyên trong cơ thể, trước tiên muốn phản kháng, nhưng hờ vừa giờ ma quân sớm đã có chuẩn bị, há có thể cho đối phương cơ hội phản ứng, phù một tiếng. Hờ vừa giờ ma quân tay phải phút chốc đâm vào cái kia trung kỳ vũ đế thể nội, Tiên huyết lập tức văng tung tóe đi ra, a! À, cái kia trung kỳ vũ đế trống to, thần sắc vạn phần hoảng sợ. Vừa mới chuẩn bị có chỗ cử động, lại phát hiện trong thân thể một đạo vô hình khí tức âm lãnh tiến vào linh hồn của hắn, trong nháy mắt đem hắn linh hồn cho đóng băng, cả người hoàn toàn không thể động đậy. Đồng thời, từng đạo màu đen sợi tơ giống như mạng nhện đồng dạng, trong nháy mắt bò đầy cái kia trung kỳ vũ đế toàn thân, trong cơ thể hắn tinh huyết cùng sức mạnh giống như là thủy triều thủy triều xuống đồng dạng, trong nháy mắt tất cả đều tràn vào hờ vờ giờ ma quân trong thân thể, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trung kỳ vũ đế đã hóa thành một cổ thây khô, diện một vạn vẹo, toàn thân tinh huyết tan biến không còn một móng, vô thanh vô tức vẫn lạc, răng rắc răng rắc. Hờ vờ giờ ma quân trong thân thể, phản phất có đồ vật gì đang thức tỉnh giống như khí tức trên thân càng đáng sợ, giống như một đầu hồng hoang cự thú đang chậm rãi thức tỉnh thoải mái rất thư thái không hổ là nhân tộc cường giả đỉnh cao tinh huyết vẻn vẹn một cái mà thôi liền để tu vi của ta khôi phục nhiều như vậy kiệt 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 rất thư thái hờ vừa giờ ma quân kích động không thôi tu vi của hắn trong nháy mắt tăng lên rất nhiều cơ thể trước nay chưa có thoải mái đại nhân ngươi cho đến lúc này chấp pháp điện những cường giả khác mới phản ứng được hoảng sợ nhìn xem hờ vờ giờ ma quân, nhao nhao phát ra vũ khí, bọn hắn không rõ, vì cái gì phiêu miểu cung nhân sẽ đối với bọn hắn chấp pháp điện nhân động thủ, kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng các ngươi. Ma lệ, giết. Hờ vờ giờ ma quân nghe răng cười một tiếng, thiếu đi cái kia lĩnh đội trung kỳ vũ đế. Còn dư lại mấy cái sơ kỳ võ đế cùng một đám võ hoàng, hắn căn bản là không có để vào mắt, chỉ một thoáng, ma khí ngập trời, hóa thành một đạo đen nhánh màn trời vét sạch ra ngoài, cùng lúc đó, ma lệ cũng động, sư, hắn hóa thành lưu quan, giống như là con sói đó nhào vào trong đám người, a à, Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó là huyết nhục bị xé nứt mở âm thanh. Chiến đấu phát sinh nhanh, kết thúc cũng sắp, nửa nén hương không tới thời gian, một đội này chấp pháp điện đội ngũ đã toàn quân bị diệt, một tên cũng không để lại, hiện trường một mảnh huyết tinh, tất cả tinh huyết đều bị hấp thu hầu như không còn chỉ để lại đầy đất thay khô, kiệt kiệt kiệt, thoải mái a. À. Hờ vừa giờ ma quân trên thân ma khí quanh quẩn, so với khi trước thời điểm. Khí tức càng thêm đáng sợ, giống như từ trong địa ngục đi ra ma thần, tản mát ra hủy diệt vạn vật khí tức, tại hắn bên cạnh, ma lệ khí tức cũng mười phần đáng sợ, có đạo đạo huyết khí tại hắn quanh thân quanh quẩn, lại trên thân tản mát ra làm người sợ hãi quan hồn khí tức, xem ra đoạt xá cái này hồng nhan võ hoàng cơ thể cũng không phải không phải chuyện tốt. Hờ vừa giờ ma quân nghe răng cười một tiếng, nhấp tay một cái, đen nhánh kia cổ lá trắng đã xuất hiện ở trong tay hắn, cái này trọng bảo, quy lực không tệ, ngược lại là có thể cho lão phu thôn thiên bình mana cung cấp một chút chất dinh dưỡng. Hắn đem cái này cổ lá trắng ném vào đen nhánh trong bình ngọc, mắt trần có thể thấy, cái kia cổ lá trắng vậy mà phát ra suy suy thanh âm, giống như là bị tan rã đồng dạng. Hóa thành từng đạo khói đen, dung nhập vào đen như mực trong bình ngọc, mà nguyên bản vết thương chồng chất đen như mực bình ngọc, lập tức tản mát ra mờ mịt màu đen vần sáng, phía trên vết trạng lập tức trừ khử không ít, trở nên mượt mà một chút, đi, chúng ta đi tìm cái tiếp theo. Hờ vừa giờ ma quân nghe răng cười một tiếng, về một video đến đây là hết cảm ơn bạn đã xem hết video thấy hay nhớ cho mình xin một like một lượt đăng ký.